Có lá phở bầu ngon quá. Đã không anh em? Hello chào mấy anh em. Nay dịch căng thẳng quá mấy anh em ơi. Ở nhà buồn quá, câu được con cá lóc quá các anh em. Giờ đem hấp hấp bầu mấy anh em ơi. Em bầu ăn cơm nha. Giờ mình quay camera trước cho mấy anh em xem mình làm nha. Đây mấy anh em ơi. Mình cũng mới vừa cạo nè, cạo sao chưa xong. Anh quên quay khúc đầu. Cá lóc khoảng 6 lạng nha. Giờ mình bằng xong cái mình đi hấp bầu nha mấy anh em. Cảm ơn mấy anh em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Vương Mới Dừng Vlog của mình nha. Mấy anh em nào xem thấy có hay cho mình một like và đăng ký. Rồi giờ bây giờ mình làm nha mấy anh em. Rồi mấy anh em bây giờ ướp vị cũng xong rồi, giờ để vô cái dĩa né rồi nha. Cũng để bầu lên rồi đi hành lên tương rồi. Giờ chuẩn bị đi hấp nha. Đây rồi mấy anh em ơi, giờ bỏ vô rồi nha. Khối như quá, camera nó mờ luôn. Như nước đủ không? Nhâm đủ không nha? Không, cho thêm không? Cho thêm đi. Cái củi này mau sôi lắm. Đó mấy anh em ơi, bếp lửa tiện khống nha. Chế nước thêm cho để nó khô ạ. Đúng rồi, chút rồi. Má sao sợ đụng chập nó vô nước là nó. Ôi đây mấy này bay ngon lắm mấy em ơi. Ngắt xuống rồi đó. Ngắt xuống rồi. Căng quá. Ôi đã quá mấy em. Ôi đây ngon quá mấy em ơi. Quá cái lóc bầu còn quá. Cho nước mắm nha. Để tôi gỏi nữa nè. Đã quá đi. Ôi ngon quá mấy anh em ơi. Ăn cơm nha. Quá ngon. Nó da heo nha. Rồi cái ngói gọi ngó xe. Da heo. Cá lóc bầu. Ấy. Ngon quá. Lấp đi. Cá này. Nó đồng này nó bắt trước mèo bên bả rồi. Ăn gì? Nó la. Gặp cá ăn đi. Ừ. Ủa, quá ngon. Ăn đi mày. Má này luôn vô là. Bữa sau lộn nó hấp là ba cân non cao luôn. Anh em ơi, gấp vô đi. Làm cái sung sướng quá. Nè, à, mấy anh em, tội đã mấy anh em ơi. Dồn hành đóng luôn á. Ngon quá mấy anh em ơi. Mắm, cá mắm. Dùng chấm mắm ăn cũng ngon chứ. Nước thì lạ không gì, không sao. Đừng mặn được rồi. Nó ngon mấy này mà. Giữa bộ dịch này nè. Nó ngon. Cầm những ngó xe ngay. Ngon quá. Ừ.
làm chưa đủ món nè, mình tráng làm sống nữa. Cuốn cái gì đông này, hai con giờ ăn cũng ngon, cuốn tráng bún nữa là ngon vừa. Vâng, mấy nào mà ngâm miếng bầu ăn. Bầu ngon luôn, chấm mắm có đã. Hấp dẫn quá. Ngon hay lắm. Hay clip mình kết thúc anh em ơi. Cảm ơn mấy anh em đồng hành qua đồng hồ kênh Phương Mỹ Điền Vlog nha. Thấy có hay cho mình một like, cái đăng ký cả nhà. Mùa dịch này không tập trung đông người. Chết.